Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Hôm nay sẽ lại là một cuộc tỉ thí hiệu năng nữa giữa hai chiếc máy. Bên phải của các bạn đó là chiếc iPhone 6S, còn phía bên tay trái là chiếc Xiaomi Mi 5. Chiếc Xiaomi Mi 5 lần này thì là không phải phiên bản standard, là cái phiên bản lần trước mình làm hiệu năng với Note 5 đâu. Lần này nó là một phiên bản cao cấp hơn với việc con chip Snapdragon 820 đã được nâng xung nhịp lên 2.15GHz. Đó, các bạn có thể nhìn thấy mình đang đo CPU Z và đấy, 2.15GHz. Và hôm nay thì mình sẽ có một bài so sánh hiệu năng giữa Mi 5 và con trùm cuối của Apple, đó là iPhone 6S. Và các bạn có thể thấy trên màn hình là đang có một vài ứng dụng chạy nền, và bây giờ mình sẽ xóa những cái ứng dụng chạy nền này đi. Xóa mấy ứng dụng chạy nền của mấy điện thoại ông Apple, mệt cả tay. Và bây giờ thì mình sẽ cho hai chiếc máy khởi động lại để có một cái kết quả khách quan nhất. Trời ơi, Tim Cook ơi, bao giờ thì anh mới chịu làm cái nút restart để review bọn em đỡ khổ đây. Như vậy là chiếc iPhone 6S đã khởi động lên trước so với cả chiếc Mi 5. Và đây mới chỉ là một cái bài thử đầu tiên thôi, nó cũng chưa nói lên bất cứ điều gì cả. Chúng ta sẽ đợi chiếc Mi 5 khởi động lên nào. Mi ở lên rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu bước vào cuộc chiến hiệu năng. Và chúng ta sẽ bắt đầu với tốc độ load camera. Nào, 3, 2, 1. Hai chiếc máy có tốc độ load camera là khá tương đương nhau. Và bây giờ thì mình sẽ test thử tốc độ chụp ảnh của hai chiếc máy. À thì chết, quên, sorry các bạn, mình đã để live photo. Bây giờ tắt đi đã. Lại nhá. 3, 2, 1. Đó. Như vậy về tốc độ chụp ảnh thì cả hai chiếc máy này có cái tốc độ khá là tương đương với nhau. Tuy nhiên thì mình thấy ở đây là chiếc Mi 5 nó có nhỉnh hơn một chút xíu. Thật ra nó không có quá nhiều. Xong camera rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ sưu tập ảnh. Hai tốc độ là tương đương nhau, không có gì gọi là quá chênh lệch quá nhiều. Tiếp theo là Evernote. Với Evernote thì iPhone 6S nó load chậm hơn một chút, nhưng mà cái sự chênh lệch này thì nó không đáng kể. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với những tựa game này, bắt đầu với Temple Run 2 cho nhẹ nhàng nào. Như vậy là iPhone 6S đã vào trước. Chúng ta chờ Mi 5 nha. Ok, như vậy là Mi 5 cũng đã load xong. Và bây giờ mình sẽ cho hai game nó chạy. Ok, tiếp theo sẽ là Subway Surfer. Như vậy iPhone 6S lại một lần nữa chiến thắng so với chiếc Mi 5. Khi mà lần này thời gian load game thì nó không phải là không đáng kể nữa đâu, mà nó thể hiện khá là rõ rồi. Và bây giờ mình sẽ cho hai cái game này nó chạy nào. Rồi. Và bây giờ tiếp theo sẽ là Advan 8 game nặng nhá. Như vậy là iPhone 6S đã load game trước. Sự chênh lệch lần này thì nó không quá nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ thử tốc độ vào màn chơi của hai máy. Nào, 3, 2, 1. iPhone 6S đã vào trước. Và lần này khoảng cách cũng khá là xa so với chiếc Mi 5. Ông iPhone 6S thì vào gần đến đường đua rồi, thì ông Mi 5 mới đầu đang đếm. Ok, này mình sẽ đánh ra ngoài. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với Dead Trigger 2. Ok, iPhone 6S đã load trước so với cả chiếc Mi 5. Và chúng ta sẽ đến với tựa game cuối cùng, đó là Into the Dead. Riêng tựa game Into the Dead lần này thì Mi 5 lại lên trước. Mặc dù cái khoảng cách thì nó không phải là quá nhiều, nhưng mà cuối cùng đã có một tựa game mà chiếc Mi 5 vượt qua chiếc iPhone 6S rồi. Và bây giờ thì mình sẽ kiểm tra lại về khả năng đa nhiệm của hai chiếc máy. Xem nào, Evernote nhá. Evernote, ok. Temple Run vẫn ngon. Subway Surfer vẫn rất là ngon. Advan 8 chưa có máy nào phải load lại. Dead Trigger, ok, vẫn rất là tuyệt vời. Và cuối cùng là Into the Dead, rất là tuyệt vời. Cả chiếc máy của chúng ta thì không có bất cứ một game hay ứng dụng nào phải load lại. Điều đấy cho thấy rằng cả hai chiếc máy của chúng ta đều khả năng đăng nhập rất là tuyệt vời. Và vừa rồi là mình đã hoàn thành xong bài so sánh hiệu năng giữa chiếc iPhone 6S và chiếc Mi 5 phiên bản Snapdragon 820 2.15GHz.
Qua bài test này chúng ta có thể thấy rằng là iPhone 6s vẫn có một cái tốc độ rất là bá đạo và nó vẫn có thể coi là một trong những smartphone có hiệu năng hàng đầu hiện nay. Còn với chiếc Mi 5 thì thực ra hiệu năng của nó vẫn rất là tốt khi mà những cái chênh lệch của nó so với iPhone 6s thì là không nhiều. Về tốc độ load game hay là load ứng dụng, các bạn có thể thấy rằng là chiếc Mi 5 làm cũng khá là ổn và nhanh. Vậy sau bài test này các bạn muốn mình so sánh chiếc Mi 5 với chiếc điện thoại nào khác thì hãy để lại phần comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay các bạn hãy like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại.